còn viêm là cái chủng đỏ là đêm mình gió mưa rứa xuống rồi. Bên này mình nghe sườn nó dễ hủy, nó sờ giống như cái quán mà ba mẹ con mình ban đêm gió rít như mò hú á, ngủ được tất rít cho mấy cái khe cửa xe kia đó, cửa kính á, nó kêu gớm lắm, hay mà không ngủ luôn mà. Cửa kính mà kính kính như là không có tay kính người thường nó kêu gớm. Cũng mặn mặn nó còn được xương gặp nhau cánh mà thối đoạn bị nó không mà tìm vô thối rồi sợ không lấy hai cánh cửa gì mới đi bán mà đi bán cho nó ờ về ngon chứ một ngày bỏ một cái em một còn hai đứa con con đi học vẫn ở mố ra quay và chín mượn rồi lận con em đâu có gỡ Zalo biết gỡ đánh bè tiếng lây gì đó cái hầu trống vòn chứ không rồi chết ra tiếng lây à tiếng lây miền Nam chứ chiều khó còn rau quá thì chị dừng mấy cái học mấy điện nè đau mấy học kia to vậy phải chưa mấy cái học đó nè dạ chưa hết một mũ lần sau nè trong khu à cái mùng dừa dừa mùng cóm nhiều lấy tóm chọc hết đi nghe chứ không lấy bãi chọc nữa nghe rồi mua thứ gì nhiều tiền nó lấy bãi chọc không biết nam mà tao không lên gió rồi không có lấy bãi chọc ít vừa thôi còn mình thường lấy tóm chọc hết đi gió tóm chọc mà cứ lấy bãi chọc cỏ ngon mùa hiếm rồi thấy tóm chọc rồi. Tiền cho
con tôi không hề dừa hả? Dạ. Em không đặt dừa hả? Đặt chín dừa mà. Tên gì? Trung. Wow, đau quá. Tôi không đặt lâu về, người họ đông đào. À. Đứa mua có 10 nửa đi. Đứa mua có 200 của chị nó thì có rồi. Chị nào xem đi. Đơn là nó dừng không được không? Lấy thì 50 mà tháo đè để chứ chị nó nồng không dừng được. Đứa mua có 100 thì chứ 10 nửa. 10 nửa, bữa xíu mượn họ đỡ trời 100, 200 chứ sao không cần đậu. Chị đang ngồi đợi nghe phòng khách chuyển chuyển rồi đó, cô rảnh mới làm được. Chị thì em nó đang đợi chứ em không nó làm liền được chị. Em phải đón khách hàng hết em mới làm được. Họ đẹp không qua hết mấy cái giờ nữa rồi chị đợi. Chị hàng trễ quá rồi hàng. Chảm sáng sớm em làm sớm. Đi gửi cái nấy cho con nữa. Cái gọi một người ra người trả không đau lòng. Bây giờ em để lau ống viêm này cho nó hiểu. Có
xây cho tôi rồi. Ngôi chạp nếu lấy hộp 5 chứ không trà sữa trà xanh nha. Với hộp 5,5 nha, hộp đang thuốc. Thì xong rồi xong lấy cái địa chỉ cho. Tôi gửi qua hôm qua. Ngon ngại gửi đó. Hình như nó khỏi dịch đâu á, chứ như là nào. Ồ, bật ấm đi nữa. Thank you.
ngồi đặng cái này nó được. Sợ cái giọt mũi, cái giọt mũi xấu lắm đó, sợ đầu đi còn đi qua luôn, mũi con cá luôn.